Có chữ nghĩa vô. Chứ cho mấy chụp tự nhiên đâu vậy? Rồi, ngay từ giờ các bạn có thể lấy chúng ta rồi, chúng bạn sáng bắt đầu nhờ số Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. hai cái sản phẩm du lịch đặc sắc thôi. Với tên gọi riêng của chương trình bạn thuộc thế hệ đi sau, đó là các nhóm nhạc, các nghệ sĩ văn nghệ đặc sắc tối nay. Em đứng đó.